Như chúng tôi đã đưa tin trong bản tin địa ốc 24 giờ ngày hôm qua, mâu thuẫn giữa công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Văn Phú Trung Kính và người dân mua nhà tại dự án Home City Cầu Giấy Hà Nội đã kéo dài vài tháng nay và chưa được giải quyết. Hàng loạt những bất cập bắt đầu nảy sinh chỉ vì chuyện nhập nhằng lối đi của dự án khiến cho hàng trăm cư dân sinh sống tại chung cư này phải tạo áp lực với chủ đầu tư bằng cách căng băng rôn phản đối dự án. Khi mua căn hộ tại dự án Home City, gia đình chị Nguyễn Thị Huyền Trang phải vay ngân hàng nên muốn làm sổ đỏ bắt buộc phải qua chủ đầu tư. Sổ hộ khẩu gia đình chị được Công an quận Cầu Giấy cấp lấy địa chỉ 177 Trung Kính, căn cứ theo địa chỉ ghi trên bìa hợp đồng mua bán căn hộ. Nhưng chủ đầu tư lại yêu cầu chị phải đính chính lại địa chỉ thì mới hợp tác hỗ trợ thủ tục làm sổ đỏ. Thì chủ đầu tư gây khó dễ cho gia đình chúng tôi bằng cách là không chấp nhận cái địa chỉ của 177 Trung Kính để đưa vào sổ đỏ. Trong biên bản bàn giao thì đã chính chủ đầu tư cũng đã ghi là 177 Trung Kính. Đấy thì chính cái vấn đề này đã gây khó dễ cho gia đình chúng tôi là hiện tại là đang không làm được sổ đỏ. Không chỉ gia đình chị Trang, hàng nghìn hộ dân khác phải vay ngân hàng để mua nhà tại dự án Home City cũng trong tình cảnh tương tự. Sự nhập nhằng về địa chỉ cũng đã phát sinh nhiều hệ lụy đối với cuộc sống người dân. Khi mà xe cấp cứu trung tâm hỏi về số nhà và địa chỉ thì chúng tôi chỉ nói là ở Home City và đường Nguyễn Chánh, chứ không có số nhà. Sau đó thì chúng tôi bảo cho buộc là chúng tôi phải cho về số nhà 177 Trung Kính để xe tìm cho dễ. Nhưng khi xe cấp cứu vào đến cổng 177 thì bảo vệ cũng không mở cửa và nói rằng là lối này không xe không đi được và không có thể mở barrier. Cái sự sống và cái chết thì người ta vô cảm như thế thì tôi không hiểu là họ trục lợi những cái lợi bất chính như thế thì họ để làm cái gì. Mà bây giờ cái đường như thế rất là nhỏ. Nếu mà tôi nói ví dụ như ở đây mà xảy ra hỏa hoạn, tôi đảm bảo là xe cứu hỏa không thể nào vào được. Những tranh chấp giữa người mua nhà và chủ đầu tư như tại dự án Home City không hiếm gặp khi mà quảng cáo một đằng, thực tế một nẻo. Cũng đã có nhiều quy định được cho là bảo vệ quyền lợi người mua nhà được ban hành. Vậy nhưng, trong khi chủ đầu tư tìm mọi cách để bán hàng, đặt lợi nhuận lên trên hết, mà việc quản lý lại chưa chặt chẽ, thì người mua nhà vẫn là đối tượng chịu nhiều thiệt thòi nhất trong những tranh chấp như thế này.